Tiểu sử cuộc đời Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Thời gian gần đây, việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ đã gây nên làn sóng xôn xao dư luận. Từ đây, nhiều người thắc mắc rằng ông Nguyễn Xuân Phúc xuất thân từ đâu, quá trình hoạt động của ông thế nào và những đóng góp của ông cho đất nước là gì? Để hiểu rõ hơn về ông Nguyễn Xuân Phúc, hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nhé! Xuất thân trong một gia đình cách mạng. Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cha ông là Nguyễn Văn Hiền, từng hoạt động cho chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước năm 1954, tập kết ra Bắc theo Hiệp định Geneva. Thế nên, Nguyễn Xuân Phúc cùng mẹ và các anh chị ở lại quê nhà. Tại đây, ông theo học trường làng. Sau này, mẹ và các anh chị của ông hoạt động bí mật cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Một người chị của ông bị quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa giết sau một trận đánh vào năm 1965. Đến năm 1966, không may mẹ ông cũng bị giết. Vì vậy, ông sống cùng người chị gái tại quê nhà. Và một thời gian sau, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được những người đồng chí của cha mẹ bí mật đưa ra Bắc học tập. Giai đoạn 1966 đến 1968, ông Nguyễn Xuân Phúc lên chiến khu cách mạng, theo học phổ thông. Với sự năng nổ tháo vát, ông đã trở thành bí thư đoàn trường cấp 3 những năm 1968 đến 1972. Sau đó tốt nghiệp giáo dục phổ thông ngày 10 tháng 10 năm 1972. Từ năm 1973, ông Nguyễn Xuân Phúc ra thủ đô Hà Nội theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong thời gian này, ông năng nổ tham gia hoạt động trong phong trào đoàn thanh niên, từng làm bí thư chi đoàn. Đến năm 1978, ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ngày 12 tháng 5 năm 1982, ông Phúc được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và kết nạp chính thức là ngày 12 tháng 11 năm 1983. Những năm 1990, ông tiếp tục theo học ngành quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia. Đến năm 1996, ông được cử theo học ngành quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore. Sự nghiệp chính trị tại địa phương. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1978, ông Nguyễn Xuân Phúc trở về quê nhà và được nhận vào làm việc tại tỉnh nhà, bây giờ là Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1980 đến 1993, ông lần lượt công tác với các chức vụ cán bộ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, chuyên viên, phó văn phòng, rồi chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy cơ quan, đảng ủy viên đảng ủy khối dân chính đảng Quảng Nam, Đà Nẵng khóa 1-2, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Quảng Nam, Đà Nẵng. Năm 1993, ông Nguyễn Xuân Phúc được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Du lịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ 1993 đến 1996, ông lần lượt giữ các chức vụ giám đốc Sở Du lịch, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, tỉnh ủy viên khóa 15-16 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng được chia tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, thành phố trực thuộc Trung ương, và ông Nguyễn Xuân Phúc được phân công công tác ở Quảng Nam. Từ năm 1997 đến 2001, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khóa 17-18, Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. Đến năm 2001, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ông cũng kiêm nhiệm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam, một liên hiệp khoa học kỹ thuật kết nối trí thức tỉnh. Thời gian này, ông bắt đầu lãnh đạo lĩnh vực hành pháp quê nhà Quảng Nam, thực thi pháp luật, phát triển tỉnh. Giai đoạn 2004 đến 2006, ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa thứ 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa thứ 7. Ghi dấu ấn trong thời kỳ làm Thủ tướng. Tháng 3 năm 2006, Thủ tướng Phan Văn Khải bổ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, tương đương cấp Thứ trưởng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng năm 2006, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 6 năm 2006, ông được điều động sang giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ. Đến tháng 8 năm 2007, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam.
Ông công tác ở vị trí phụ tá chính phủ Việt Nam những năm 2007 đến 2011. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc được tái cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, được bầu vào Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, vị trí quan trọng lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Sau đại hội, ông được đề cử cho vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 3 tháng 8 năm 2011, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam. Thời kỳ 2011 đến 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc giữ vai trò là Phó Thủ tướng Thường trực, xử lý trực tiếp các nhiệm vụ, trọng trách của Chính phủ Việt Nam cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng chuyển giao vị trí thời điểm khác nhau như Hoàng Trung Hải 2011 đến 2016, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh 2011 đến 2016, Trương Hòa Bình từ 2016, Phạm Bình Minh từ 2013, Vương Đình Huệ 2016 đến 2020, Vũ Đức Đam từ 2013, Trịnh Đình Dũng từ 2016. Năm 2015, tại hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, Nguyễn Xuân Phúc được đề cử là một trong các ứng viên cho chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, kế nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đến tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, tái đắc cử Ủy viên Bộ Chính trị. Cuối cùng vào ngày 7 tháng 4 năm 2016, với số phiếu tán thành là 446 phiếu, chiếm 90% đại biểu, Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ, kế nhiệm Nguyễn Tấn Dũng điều hành Chính phủ Việt Nam. Trong giai đoạn 2016 đến 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đối mặt với nhiều sự kiện lớn của đất nước, bao gồm động lực phát triển kinh tế xã hội, sự biến thiên tai, dịch bệnh và khó khăn chung của cả nước. Đơn cử như cuối năm 2019 đầu 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lãnh đạo chung, phân công cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo trực tiếp. Ông chỉ thị yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, công nhân làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa. Đối với biện pháp hỗ trợ người dân, ngày 9 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để nhằm chia sẻ những khó khăn, đảm bảo cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2020, ông tiếp tục ban hành chỉ thị về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội. Dưới thời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kinh tế Việt Nam giữ được đà tăng trưởng cao, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 đến 2019 đạt 6,8%. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng 2,91%, là nước duy nhất có tăng trưởng dương trong 6 nền kinh tế lớn tại Đông Nam Á. Nợ công đã giảm từ khoảng 64,5% GDP vào đầu nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống còn 55,3% GDP cuối nhiệm kỳ và được cơ cấu lại bền vững, an toàn hơn, chuyển dần từ vay nước ngoài sang vay trong nước với kỳ hạn dài hơn, chi phí thấp hơn, nợ xấu còn 3%. Ngoài ra, dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục gần 100 tỷ đô, thu hút mạnh đầu tư trong và ngoài nước, phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Đặc biệt, vai trò và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng vững chắc. Thời kỳ làm chủ tịch nước ngắn ngủi. Ngày 2 tháng 4 năm 2021, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc bằng hình thức bỏ phiếu kín với 446 trên 452 phiếu tán thành, chiếm 92,92% để chuẩn bị bầu ông vào vị trí chủ tịch nước. Nguyễn Xuân Phúc vẫn tiếp tục nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Sau khi Quốc hội bầu Thủ tướng mới thì nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông mới có hiệu lực thi hành. Đến ngày 26 tháng 7 năm 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026 với tỷ lệ là 96,79%, tương đương 483 trên 483 đại biểu có mặt, đại biểu quyết tán thành. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa 15 là 499 đại biểu. Trong thời kỳ làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có những chính sách quan trọng. Về kinh tế, ông đồng ý với đề xuất bội chi, vay quỹ dự trữ nguồn ngoại hối, phát hành trái phiếu, hỗ trợ thuê tiền nhà trọ cho người lao động,
giảm thuế phí, giảm trừ thu nhập chịu thuế cho doanh nghiệp, đặc biệt là bố trí vốn ngân sách nhà nước, tăng vốn điều lệ. Cùng với tăng tín dụng, giảm lãi suất tiền tệ mới, tạo nên một khối lượng cần thiết để thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Còn về xã hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có những biện pháp hiệu quả ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Đến ngày 15 tháng 9, 2022, ông cũng là người ký quyết định ân giảm với tử tù Đặng Văn Hiến, từ án tử hình xuống án chung thân. Trước đó, Đặng Văn Hiến đã bị tuyên án tử hình về vụ tranh chấp đất đai với công ty Long Sơn, được xem là trường hợp án oan. Mặc dù có nhiều đóng góp thiết thực, thế nhưng vào ngày 17 tháng 1, 2023, Trung ương đã phải chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban chấp hành Trung ương đưa ra trong cuộc họp bất thường vào buổi chiều cùng ngày, sau khi thảo luận và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông. Xung quanh việc ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức được cho là do ông phải chịu trách nhiệm khi để nhiều cán bộ cấp dưới có nhiều sai phạm như hai phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh, ba bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và Mai Tiến Dũng gây những hậu quả rất nghiêm trọng. Trong số đó đã có hai phó thủ tướng xin thôi chức, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Hà Nội, cả hai đều liên quan tới vụ Việt Á. Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, liên quan tới vụ chuyến bay giải cứu. Trong đó, ông Thanh Long và Ngọc Anh đã bị bắt để điều tra. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!